dài. Hỏi tôi không được Hello không? anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một số quả smoke ở map Inferno rất là hiệu quả nhé. Tôi thấy mọi người chơi game rất là sai bởi vì có nhiều bom mà không thủ được B. Đây đôi khi thủ B chỉ cần quả smoke đơn giản như này thôi. Đặt ở giữa cái lan can này, này nén. Đúng rồi, đây quả smoke che nắng ban công ở chuối. Đấy. Quả này đề phòng trường hợp là nó có chìa khóa này, nó mở cửa này, nó treo lên đây. Nhá, cái này giúp mình che bớt tầng 2 rồi, mình chỉ việc giạt ra lúc nó giật mình, giạt ra bắn vào mồm của nó. Đấy là thủ chuối khá là đơn giản. Đấy còn một quả smoke ở mid khá là giống cái quả ở mid red mà mình hướng dẫn ấy. Đấy đứng ở góc này nhé. Đặt tâm vào cái vết màu vàng này. Cái vết màu vàng này mọi người setting lên đồ họa cao lên một tí thì sẽ thấy. Còn không thì cứ gióng cái phần này xuống này, gióng ngang này cột đèn này. Ném. Đấy đây là quả smoke chill ghế ở mid. Quả smoke này buổi trưa mà ngồi đây này. Đấy, uống cốc Milo rồi nghe chị Simi bắn rap thì tuyệt vời. Đây quả smoke chill ở mid. Tiếp theo một số quả smoke ở trên top mid này. Mấy quả này mình mới nghĩ ra thôi. Pro player còn chưa biết đâu. Quả đầu tiên này đứng ở sát mép này nhá. Đặt tâm ở giữa cái dây điện này. Ném. Ờ đúng rồi. Này quả này hơi bị hay. Chứ còn đi. Có one way nhá. Nhưng mà mục đích chính để làm gì? Mục đích chính là để những cái thằng lên mid nó sẽ kiểu đấy, kiểu ngáo ngơ mất mấy giây ấy. Đấy, để mình lợi dụng tiên cơ để bắn vào mồm nó. Tiếp theo một quả ua đeo của người ta đấy, đứng ở góc này nhé. Mọi người thấy cái máy ngói cắt cái dây điện không? Đấy, đặt tâm vào đây. Ờ, quả này tác dụng tương tự nhé. Để làm nó ngáo ngơ trong giây lát. Còn nếu mọi người muốn che mid nhé thì nên dùng quả smoke này. Đứng ở góc này này. Cái ô cửa bên trái thì đặt góc trên này, nhưng mà mình dịch tâm xuống vào bên trong một tí. Quả này hơi khó. Ừ, đúng rồi. Quả này phối hợp có thêm một đồng đội mà, ngay cả Nico cũng không biết mấy quả này. Đấy, phải gọi là tuyệt vời. Che rất là tốt ở chỗ này. Hai quả smoke này để làm gì? Để làm mất khả năng định vị không gian 3 chiều của kẻ địch. Đấy. Trong lúc nó đang ngáo ngơ giạt ra bắn vào mồm nó. Đấy, đấy là 4 quả smoke đúng không? Đấy, nếu mọi người có 5 người có full stack thì ném 5 quả smoke thì thành một bài full smoke. Top mid map Inferno, vãi lìn ạ. Ngồi. Đây nữa. Sẽ mẹ mất. Đéo gì nhỉ? Mất mẹ vết ở bên kia. Ở đây, một quả nữa ở đây. Đấy. 5 quả smoke ngoài xe thì vãi lồn ạ. Đến lúc nó đi lên mid này thì phải khác đẽo thì thiên la địa võng thôi. Đến cả symbol nó còn phải giật mình nhá. Đấy mọi người dùng cả 64 tích, 128 tích dùng được hết nhá. Đấy chúc mọi người thành công. Đỉnh cao vãi lồn tệ. Đéo hiểu sao. Ui. Cộng đồng xe của Việt Nam còn quả group nào, vít nào hay hay nữa.